Xin chào các anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cùng với các anh em một món ăn mà do các anh em nông dân của mình sáng tạo ra. Một món ăn chế biến từ thịt chuột. Và món ăn đó là món ăn gì? Thì xin mời các anh em theo dõi video của mình và mình sẽ giới thiệu cho các anh em biết. Và bây giờ mình sẽ hỏi một anh nông dân để cho anh biết, cho anh có thể cho mình biết đó là món ăn gì. Xin mời anh em theo dõi. Tính làm món gì ăn anh? Chuột mình lát nữa mình nướng hầm, nướng rồi hầm đào hả? cái hầm cái mình nướng Đào sao? Đào người đất lên rồi rồi để rồi mình để mình nướng hầm hũ lá lên mới ốp đá chấm bù tạt. Ừ. Chấm bù tạt được nữa sao? Nói cho bà đó. Chuột mở cái không hết biên chuột rất mập là ha, ngon không rất là ngon. Chuột này biết làm sao nó mập không anh em? Lý do là nó cắn lúa nãy nè. Xà lúa xuống nó ăn mà nó mập gì nè. Đây là quá sáng giờ đi bắt chuột anh em. Cái này là kêu nướng gì à? Nướng hầm hay sao? Chuột nướng hầm nha anh em. Vàng thật anh em ơi. Chuột đồng nướng hầm. Thì như anh em thấy trước mắt đó, thì như anh Khanh đã cho chúng ta biết là cái món chuột nướng hầm thì nghe có vẻ là mới lạ nhưng mà thực tế ra nó cũng rất là dễ làm nha anh em. Thì chỉ chọn một cái vùng đất khoảng trống nhỏ, mình đào một cái lỗ vừa mấy cái gấp chuột, đồng thời anh em mình bắt đầu mới để than dưới cái hố đó, và chúng ta đốt cho than cháy hoàn toàn, chỉ còn lại lửa than thôi, không còn lửa nữa. Rồi bắt đầu anh em mình mới tiến hành thả kiếm ở giữa đồng, thì không có cái dụng cụ gì mới lạ, chỉ là những cái bẹ dừa và những cái cây gác ngang, và chúng ta lấy những cái thân tre, những cái nhánh tre nhỏ nhỏ chúng ta kẹp chuột lại, và đồng thời chúng ta để lên những cái hai bên thân cây đó, và ở dưới thì than cứ nóng đun lên thì làm cho thịt chuột nó sẽ chín, và đồng thời thì anh em mình phải trở đi trở lại, và đồng thời ở trên nữa thì có mấy cái lá chuối để chúng ta giữ nhiệt cho chuột nó chín vàng đều. Thì món ăn này làm cũng rất đơn giản nha anh em, cũng rất là dễ làm, dễ thực hiện, tại vì ở giữa đồng cho nên anh em mình tận dụng tất cả những gì có thể. Thì mấy anh em của mình vừa nướng thì vừa trở chuột cho chín đều, thì cách khoảng giờ ít phút đó, thì anh em mình sẽ dỡ lá chuối ra và đồng thời trở chuột lại rồi úp lá chuối lại, cứ thế mà lặp đi lặp lại như thế đến khi nào chuột chín vàng đều hết anh em. Nhìn chuột chín vàng đều nhìn thấy thèm lắm anh em, rất là ngon. Và để mình hỏi anh nông dân thì coi chuột này mình nướng như vậy có ướp thêm gia vị gì không hay là như thế nào ha anh em, xin mời anh em theo dõi. Chuột này mình nướng gì, mình có ướp gì không? Không, chuột nướng tươi. Nướng tươi khi nào mần ra rồi để vô cặp vô gấp nữa là nướng ha. Chấm ớt. Chấm ớt. Ớt chanh. Chắc chết quá. Là đây, lửa để sao để nó gam gam đi ha. Để mấy cái lá lên để cho nó giữ nhiệt lại ha. Cho nó chín đều chuột.
dàn chân luôn nha. Rồi chịu sao nổi. Cái này ăn vô sao anh em? Chắc tới quá. Gì rồi sao anh Minh? Làm hồn sĩ. Làm hồn sĩ nha. Cửa vô nhà. Vô nhậu giải trí đồ chơi. Muối ớt anh em ơi, luộc nướng ăn với muối ớt nha. Thì chuột nướng giờ hầm đó anh em, mình sẽ ăn cùng với là muối ớt. Muối ớt như thằng em của mình nó đang làm đó anh em, muối ớt với hạnh. Thì sau khi thằng em mình nó làm thì chén muối ớt đây, anh em thấy chén muối ớt rất là hấp dẫn ha, để ớt khá là nhiều, ăn mà cay cay rất là đã nghe anh em. Gì đó nướng hầm ở đây nướng dĩ hay gì anh? Đúng rồi, thích gì ăn ấy, nướng hầm ăn hầm ai thích nướng dĩ thì ăn dĩ ha. Ngủ đinh lăng đấy nghe anh em, ngủ đinh lăng. Đây, đây nghe anh em. Chịu sao nổi anh em ơi, anh em ơi. Trời ơi. Có vàng trưng nghe anh em. Thì thật nướng của anh em thật là tuyệt vời nha anh em ơi. Nướng con chuột chín đều do luôn. Nướng hầm. Nướng với hầm đó anh em ơi. Ở dưới đất cái đào cái lỗ cái đâu rồi bỏ than chứ. Ở trên ụp lá lại nướng. Nhìn con chuột thấy thèm. Tới giờ nãy ơi. Nghỉ đi, tới giờ rồi. Mồi đã xong, rượu đã xong. Bây giờ chúng ta nhập tiệc anh em ơi. Chuột rất là tươi nghe anh em. Anh em vừa đào gì xong là bắt đầu xử lý là đem ra làm mồi liền. Ông anh mình đang tiến hành mở cái sâu chuột ra anh em ơi. Quấn gì gì rất là chắc nha. Có để cái món nào không thầy? Nướng hầm nghe anh em này, nướng hầm nha, nhìn anh em ơi. Cốc cho
Ôi, ôi. Sao hay sao hay sao? Quá ngon rồi. Các bạn nước ngoài này ngon quá các bạn ơi. Quá tài, quá tài ha. Quá tài rồi. Đó không ngon bằng này. Đâu, nào ngon đâu. Muối ớt nè. Muối ớt nghe anh em, chấm muối ớt nghe anh em. Ai. Nó đã. Anh ơi. Vô. Vô quá. Rộng quá đã luôn. Tài à. Quá tê luôn. Thứ gì chịu nổi hả? Nguyên tốt kêu để nha. Để ngày mai thì úa để ăn lộn để chiều hay là mà đâu má đi mặn gì đâu, cứ đủ nhóm hướng gì chạy không hai con vô. Nguyên con luôn, chục và mỏ cái chẳng phải cả lúc gì nữa. Rồi ăn được rất đẹp. Hay sao hay sao? Đấy, cảm nhận thì thấy nó giòn, hơi ngọt, vị chuột, nó béo, chuột mùa này mỡ dữ lắm đó anh em. Quá đã. Ngon, cảm thấy tuyệt vời. Anh ơi. Hả? Anh em ơi, muối ớt nghe anh em. Muối ớt nha. Đi xe tải vậy hả? Xe tải đi mày chạy tới ngang cửa nhà Dương Nam đi rồi kêu quắt bơ xù ra rước mày. Quá tơi, thật rất là ngọt anh em ơi. Rất là ngọt. Đến. Nên là đặc quá. Đâu có đâu nó đi ấy. Bán thuốc con nông dược hai nó ghé chơi mà đều nó đâu nhậu nhẹt. Muối ớt cay cay, có đường ngọt chuột, quá ngon, chuột quá ngon. Cái mì này nó không. Cái mì vẫn thơm mà nó không có vị béo rồi mở lên. Mình đang có một ăn uống. Ngon quá. Xíu vô coi. Quay thằng cái rồi. Coi bên này đậu quá nè. Vô anh ơi, vô. Vô anh Minh ơi.
thứ gì chưa nói. Tôi hãm cài tôi có lỗi tới hậu đâu. Còn lúa hãm cài có vô tới hậu đâu. Anh ơi rồi hả? Trời, 8 giờ tiếng gọi. 8 giờ xong. Anh em ơi, mua ớt anh em ơi, chấm đường hết đi rồi, xả phân luôn đi, nào tới mùa lấy tiền luôn nha. Xả hết tiền rồi. Quá không? Đây nè, hầm lầm à. 9 giờ anh Minh. Nó ăn 90 phần nữa rồi. Ui, chịu nổi. Quá rồi. Quá. Quá ngon. Những thứ này từ thứ nào chịu nói. Ở ngoài đồng bạn cái này là số dách rồi, không còn cái gì bằng hết anh em ơi. Nó kéo bỏ đủ mà thấy gì không? Mặt đụng vô không cửa không bé mua được không sạch. Nói hả? Ôi đụng đó, đi hai đường lẹ. Đó. Chấm nguyên con nó cắn luôn à. Ngay. Đó, đó, ừ. Đó, đó, đó. Ừ. Phải xé trụt ra gì ăn cho nó tí tế gì thấy không? Đó. Hay sao hay sao? Thấy mấy bạn thấy sao không? Thấy không? Cắn miếng bự vô coi, trời ơi. Không? Siết cho các anh Khanh. Không uống rượu sao ăn cơm dữ hả? Cảm giác sao? Cảm giác sao? Quá ngon các bạn ơi. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và các bạn hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách nhấn vào đăng ký và nhấn vào hình cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo của Top Vlog 2019 nha các bạn. Cảm ơn các bạn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.